Hello, chào các bạn. Hôm nay mình vừa đặt một cái sản phẩm, đó là một cái con chuột của Ukraine. Con chuột này là chuột có Bluetooth nha. Chuột Bluetooth và mình đặt thêm một cái miếng lót chuột nữa. Thì mình đã hộp thì mình đã khui đây rồi. Bên Trung Quốc gửi về thì mình đã khui đây rồi. Thì đây là mình đã mua online trên Shopee. Link sản phẩm thì mình đã sẽ phần dưới phần mô tả video link sản phẩm nha, để các bạn tham khảo. Mình mua thì nó được có giảm giá, thì giá chỉ còn có là tổng hai món hàng của mình thì còn có là 241k thôi. Mình mua mình xem sale được thì nó, và cộng thêm mấy giá thì nó được như vậy nha. Mình thấy nhiều bạn cũng mua, và bạn và trước mình có mua một sản phẩm của Ufree thì mình thấy nó rất là ổn áp, nên mình đã quyết định mua tiếp tục mua một con chuột. Chuột này nó là chuột silent đó các bạn, nó rạn nút êm, không có gây tiếng động, và nó có hai mốt, đó là mốt Bluetooth và mốt wireless 2.5 nha. Bluetooth thì dùng công nghệ 5.0. Đây là cái mousepad của Ukraine, mình sẽ xé hộp cho các bạn xem nha. Rất là Ukraine thì mình thấy nào cũng rất là được luôn, không thể kiếm mấy hãng khác đâu các bạn, mà giá thì rất là cạnh tranh. Mobile rất là đẹp luôn, đẹp hơn con mobile hôm bữa mình mua của Uverin luôn nha. Cảm giác cái chất nó dày dày cộm hơn là trước cái tấm mobile hôm trước mình có mua. Mình cũng có làm một cái video chia sẻ, là các bạn có thể tìm lại ở trong kênh của mình nha. Cái này đấy, cái này thì giá gốc của nó là bao nhiêu? Giá gốc nó đang là 75 ngàn nha các bạn, giá nó 75 ngàn đó. Thì mình mua hai sản phẩm thì ở Urin thì đợt vừa rồi nó có chương trình, đó là có mã, đó là 300k đầu lên thì sẽ được giảm giá, nên mình đã quyết định mua thêm một bát để được giảm giá nha. Rồi tiếp theo đây thì trong đây nó sẽ có một thư bảo hành nữa nè, của cái mao bát này, 2 năm bảo hành luôn nhé các bạn, một cái mao bát mà có 2 năm bảo hành luôn. Mình thích cái hộp của Yuri đó các bạn, rất là đẹp, cái bì của nó nhìn nó xịn sò, cực kỳ chuyên nghiệp và đẳng cấp nè, nhìn nó rất là gì này đã luôn. Mình cầm cái hộp túi hàng là mình đã thấy thích rồi, thích mua, muốn mua nữa rồi. Rồi đây thì cái hộp của Yurin thật sự thì mình đã có tháo ra, mình đã trải nghiệm rồi, mình vừa bỏ lại cho hộp để các bạn xem thôi. Thấy các bạn mua sản phẩm này rất nhiều thì mình đã quyết định mua nó. Thì ở đây nó sẽ có một số thông tin của sản phẩm này, và nó có hai, thứ nhất là cái loại connect, loại kết nối, nó hai loại wireless và bluetooth này. Rồi rồi công suất, rồi độ mức độ nhạy của nó này, sensitivity này, thì mức nó từ mức 800 đến mức 4000 dpi nha, cái là ok. Và nó dùng được cả Windows 11, macOS, Linux, ChromeOS cái kiểu luôn. Sản phẩm này thì có mã, không thấy mã nhưng mà mình nhớ là có mã này. Thôi cả đi. Cái chuột này thì thiết kế dành cho người thuận tay phải nha các bạn. Ở chỗ này nó có để chữ là long battery life, nhưng mà không biết là được bao lâu, sử dụng pin được bao lâu. Bên đây thì có hai, chứ rõ là hai cái loại connect 4000 dpi, khủng khiếp rồi. Những con chuột Logitech bây giờ thì
tấm vé này thì làm gì có mà được cái đồ nhạy như vậy. Trong hộp thì có thêm một sách hướng dẫn ứng dụng này. Đó, rất là nhiều thứ tiếng hôm nay. Rồi hết rồi, hộp đi. Và con chuột. Rất tiếc là nhà sản xuất không có tặng kèm pin các bạn. Là mình phải đi mua pin riêng cho nó. Cũng hơi buồn xíu nhưng mà thôi, dù sao con chuột này so với tầm tiền nó cũng đã quá rẻ rồi. Đây là cái chất nhựa nó này. Đây nhìn chỗ đây nó sẽ có một cái đệm cao su để mà mình tì tay và nó cá ở chỗ đây nó rất là bám tay luôn. Cái nhựa nó làm được các bạn. Mình cũng dùng con Logitech rồi, nhưng con Logitech tầm dưới 500k rồi thì mình thấy sản phẩm này nó không thua kém gì với cái chất nhựa của Logitech cả. Đây mặt sau này. Đây là nút on off này. Rồi, đây là chỗ đây thì mình sẽ tháo ra để nó có một chứa một cái đầu phát cái wireless receiver này và một hộp chứa pin nha. Bây giờ mình sẽ bỏ pin vào. Mình mua cục pin Maxell Super bán 3.000 trên mạng. Chắc hôm nào mình phải đặt cục pin của mấy chục ngàn pin của mà mình đang dùng của con A4TEP. Pin nó xài rất là lâu luôn. Energizer này, Energizer này. Xài 3 cục pin của Maxell này, chán lắm. Yếu sinh lý rồi. Rồi. Thì mình đã bỏ pin vào rồi, mình sẽ bật nguồn lên. Đó, thì lúc nó sẽ sáng như này, không quá sáng nhưng mà nó cũng sáng cảm nhận được. So với chuột A4TEP của mình thì nó sẽ không có sáng như vậy. Trong Wi-Fi thì các bạn không, mình không show các bạn nhưng mà nó sẽ không sáng được như là cái con Urine này nha. Đây là rồi thì mình khi mà mình đã gắn ra thì nó đã tự động kết nối rồi. Thì bây giờ mình đã kết nối cái con chuột mình với cái máy tính rồi. Đây các bạn mình có thể show cho các bạn xem. Đây nó đã kết nối bằng Bluetooth này. Nó máy Win 11 thì nó sẽ vừa kết nối cả Bluetooth của chuột và Bluetooth của tai nghe Bluetooth của mình, con Herophone BE59 nha. Thì con nó dùng 4.5.3 nên mình thấy là nó có thể kết nối kép đôi cả hai cái được, rất là tiện. Thì link sản phẩm của cái con link mình cũng cái review với combo Herophone BE59 rồi đó, giá rẻ của mình. Thì nếu mà combo này mấy bạn có ít tiền thì dùng combo này thì rất là tiện lợi, vừa kết nối được máy tính và chuột thì nó sẽ đỡ tốn, sẽ rất là hay luôn, vừa tai nghe được. Đó, đây. Thì con chuột này á, nó là dạng silent nha. Mình có thể để đây để cái con mic tai nghe để các bạn nghe nút bấm này. Đấy, rất là êm, con lăn cũng êm luôn, lăn êm luôn nha. Nút forward và nút back. Forward nút back cũng là silent. Mình thấy cái silent của Urine làm rất là ổn áp luôn, nó cũng không thua kém Logitech đâu. Thì chắc Logitech nó đã làm được với cái mức độ mà độ ồn ào nó được như vậy đâu. Đó thì cái ở đây thì các bạn có thể, nếu mà có hai kết nối thì có thể dùng cái đầu receiver để mà kết nối một máy tính khác nữa. Thì mình sẽ chuyển đổi giữa hai máy bằng cách bằng nhấn nút ở trên này. Nhấn nút này nó sẽ chuyển đổi nha. Ví dụ mình nhấn nút một cái thì nó sẽ chuyển màu xanh. Là cây thì nó sẽ chuyển đổi sang dạng Bluetooth. Ở đây thì mình chưa gắn Bluetooth vô nên nó sẽ không chạy được con chuột của mình. Đấy. Nó sẽ nhấp nháy, khi mà chưa kết nối được thì nó sẽ nhấp nháy như này. Mình nhấn lại Blue nó sẽ kết nối Bluetooth rồi. Còn để chuyển đổi DVI của máy thì nó sẽ có rất là nhiều mức chuyển đổi. Từ mức chuyển đổi của nó là từ bao nhiêu, từ mình có thể hướng dẫn coi
Đây các bạn, đó, nó là nó từ 800, 1200, 1600, 2004 nha. Thì các bạn sẽ nhấn giữ im lúc này này. Lúc này này, nhấn giữ im mấy giây thì nó sẽ sáng lên. Đó, đó nó nháy. Đó nó sẽ nháy 5 cái. Ở đây nhâm lấy 5 lần thì nó sẽ là đây mức DI là 4000 nè, mức nhạy nhất nè. Đó, đó. Rất là nhạy, nhạy lắm. Mình để mức 2000 là vừa. Rồi. Thì mình thấy sản phẩm này 200 mấy mà rất là được đó. Mình mới đầu mình nghĩ là nó sẽ không không có gì nói trời, nhưng mà khi mà mình đặt hàng mua thì mình thấy là rất là ổn. Nên các bạn nếu mà cần nhu cầu mua một con chuột Bluetooth giá rẻ thì có thể tham khảo em đó. Mình lên sản phẩm thì mình cũng sẽ để phần mô tả video để các bạn có thể tiện kích vào mua, hoặc là có thể lên trực tiếp Shopee mua cũng được. Rồi thì máy này sử dụng một pin 2A thì hết pin thì mình chịu khó mình thay pin khác rồi. Để mình trong thời gian tới mình dùng thử là pin nó sẽ được bao lâu. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình thử là để kết nối với điện thoại ha. Để kết nối điện thoại thì mình sẽ tiến hành mình tắt Bluetooth của máy tính này đi. Tắt này. Rồi. Ở đây mình sẽ có một con iPhone nha. iPhone của mình đây. iPhone 7 Plus. Thì mình sẽ tiến hành là mình kết nối với chuột của mình. Rồi, mình sẽ cài đặt. Ở đây nó sẽ hiện ra con chuột là Yurin PLIE Mount này. Rồi, mình chờ. Nếu mà nó không kết nối thì các bạn sẽ nhấn ba nút trái, chuột trái, phải và nút giữa một đồng loạt nha các bạn. Giữ im một chút. Rồi. Để nó sẽ kết nối lại. Rồi ở đây thì mình đã reset, mình đã bấm ba nút và ba nút của chuột thì nó đã hiện được là cái kết nối rồi, thì mình bấm vào kết nối thôi. Nó yêu cầu gấp đôi, bấm gấp đôi ha. Rồi các bạn có thể thấy là mình đã điều khiển được con chuột, mình đã điều khiển được iPhone của mình luôn ha, hay lắm. Thật sự nó giá rẻ mà nó đã dùng được là rất là nhiều cái về màn chính luôn đó. Okay. Hay là thật sự luôn các bạn, có 200 máy nhưng mà nó không thua kém như chục Logitech. Nếu mà tầm giá này các bạn mua Logitech nó phải 800-700 thương hiệu của nó ha. Rồi nó cũng có thể kết nối được Android như các bạn, tương tự luôn. Android thì mình thấy nó hỗ trợ nhiều hơn. Mình cũng đã thử rồi nên các bạn yên tâm là nó sẽ dùng được ha. Thì đây mình cũng có một chia sẻ với như các bạn về cái sản phẩm mình mới mua. Vậy mình thấy nó cũng theo đánh giá cá nhân của mình thì được một số điểm nó chưa ưng, thì mình cũng không biết đánh giá là điểm nào nó chưa ưng. Có điểm chữ ưng là con lan này nó không có cảm giác nó khừng khừng nha bạn, tại vì cơ bản nó dùng sai lần mà, nên bắt buộc là nó phải làm cái kiểu mà trơn như vậy để không phát ra tiếng động. Nên cái bạn lan xoay nó không có cái độ, không có gọi là những cái khừng khừng lại của cái nhông, kiểu giống như nó không tạo thành những cái nấc của mình lan chuột đó, nên nó sẽ hơi như vậy một chút. Còn về tổng thể thì nó rất là cái những cái chân mượn lướt này nó rất là mịn nha, nó rất là mịn. Đây mình có thể để nó trên bàn chuột này, rất là mịn so với con A4 Tech của mình thì nó rít hơn rất là nhiều, nhưng mà con chân này nó vừa nhịn mà nó vừa mịn. Rồi mình cũng chia sẻ vậy thôi. Thì bây giờ nó đã cũng đã là 11 giờ đêm rồi, mình tranh thủ chắc cũng nghỉ ngơi một xíu. Các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ và like, chia sẻ video, ủng hộ mình sẽ rất biết ơn về cái vụ đó.
Tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn vì đã xem hết cái clip của mình.